khá bảnh lên sóng khóc như mưa trong tủ không muốn người khác gọi là giang hồ mạng xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng đây là chân dung một trong những hot youtuber nổi tiếng đã từng làm điên đảo cộng đồng mạng những năm 2019 2020 khá bảnh và cuối cùng mỗi năm bảnh lại xuất hiện một lần trên các trang báo hoặc truyền hình và lần này cũng vậy bảnh lên sóng khóc như mưa trong tủ không muốn người khác gọi là giang hồ mạng, đừng gọi khá là giang hồ mạng. Việc khá bảnh đi tù vào năm 2019 cho đến thời điểm hiện tại có lẽ không phải là một chuyện quá kinh thiên động địa với những người quen biết khá. chưa dừng lại tại đó, từ khi chấp hành xong hình phạt về tội quý gây thương tích, khá được quay trở lại với đời sống. tuy nhiên khá không hề thay đổi tính cách và lối sống của mình, liên tục thể hiện những lối sống lệch lạc trên các trang mạng xã hội được biểu hiện qua một số hành vi cụ thể và đã bị xử lý như dừng xe trên đường cao tốc không đúng quy định. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2019, bên phía công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau khi bị bắt, qua quá trình điều tra, xác minh và làm rõ các thông tin về hành vi phạm tội của Ngô Bá Khá, ngày 3 tháng 4 năm 2019, công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giữ và vụ án này đã được đưa ra xét xử tại tòa án vào ngày 13 tháng 11 năm 2019. Trải qua các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, tổng hợp bản án dành cho hành vi phạm tội của Khá là 10 năm 6 tháng tù và truy thu số tiền bất hợp pháp là 4 tỷ 900 triệu đồng. Và đó cũng chính là lý do mà Khá Bảnh phải đi tù cho đến thời điểm hiện tại. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của Khá Bảnh, tên thật Ngô Bà Khá, biệt danh Khá Bảnh, sinh năm 1993, quê quán Bắc Ninh. Ngô Bá Khá là người có lai lịch bất hảo, phát ngôn ngông cuồng, coi thường pháp luật, nhưng điều đáng nói là khá được chào đón như người hùng từ giang hồ thành idol, và nó cũng phản ánh thực trạng thần tượng lệch lạc của giới trẻ hiện nay. Thần tượng không có văn hóa là một trong những cái cách để nói về khá bảnh của truyền thông. Đúng lúc làn sóng tẩy chay thanh niên xăm trổ này lên cao, khá bảnh bị bắt vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Từ trại giam, phạm nhân Ngô Bá Bà Khá bày tỏ sự ân hận khi bị cuốn theo các cuộc chơi nghịch ngợm, sống bầy đàn ngoài xã hội, để rồi phải trả giá bằng án phạt tù. Ngô Bà Khá tức khá bảnh 31 tuổi, nhưng có đến một phần năm thời gian sống trong trại giam và trường giáo dưỡng, và giờ tiếp tục thụ án trong trại giam Hoàng Tiến của Bộ Công an. Phạm nhân này bỏ học từ năm lớp 7, sau đó có liên tiếp 3 tiền án, tiền sự về tội cố gây thương tích và gây dối trật tự công cộng khi chưa tròn 18 tuổi. Từ năm 2017, Khá bắt đầu làm video có nội dung tục tiễu, mang tính chất giang hồ để đăng trên YouTube dưới tên Khá Bảnh. Từ các video này khán nổi lên nhanh chóng, được YouTube trao tặng nút vàng cho kênh có gần 2 triệu người theo dõi. Hồi bị bắt khá khai được trả 7.000 đến 8.000 đô la Mỹ trên một tháng do video có lượng người xem cao, có tháng lên đến gần 20.000 đô la Mỹ. Hình tượng khá bảnh sụp đổ khi anh ta vướng vào vòng lao lý và bị tuyên 10 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc năm 2019 với các cáo buộc tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô để hưởng lợi gần 300 triệu đồng. Với sự nổi danh trên mạng xã hội khá thừa nhận nếu biết trân trọng những thứ có được thì bây giờ đã khác nhưng lại truyền tải cách sống tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Khá phân bua trong clip và được chúng tôi bóc lại rõ ràng như sau. Em là Ngô Ba Khá, bình thường. Giang hồ mạng. Vậy thế nào là giang hồ mạng? Giang hồ mạng là lên mạng chửi bới nhau. Ví dụ một số người không tiện nói tên, đây mới là giang hồ. Chứ em lên mạng em toàn gửi cho nhau những cái buồn cười và niềm vui thì sao có thể gọi em là giang hồ mạng được. Đây là kiểu đánh đồng. Gạt phát đi những ấm ức từ ba chữ giang hồ mạng, khá nói mình trưởng thành hơn, nhưng có lẽ hắn chỉ trưởng thành trong mấy lời nói sáo rỗng, còn đầu óc hắn vẫn cay việc người ta nói đúng bản chất của mình. Khá kể không thích việc bị gán biệt danh giang hồ mạng bởi cho rằng không chửi bới đánh nhau hay làm gì đao to búa lớn. Mọi việc chỉ là vui đùa trên mạng xã hội với cách sống nông nổi của tuổi trẻ. Khá bảnh nói rằng, điều tích cực của em là thường xuyên các bạn phải biết yêu thương bố mẹ. Tiêu cực cũng nhiều, ăn chơi lêu lỏng, nghịch ngợm, ngông cuồng, đốt xe, cuộc sống bầy đàn ngoài xã hội. Quá trình cải tạo ở trại giam khá nhận thấy cần rèn luyện tích cực cải tạo nhiều hơn. Nam phạm nhân 31 tuổi kể, vào đây em chính chắn, Trưởng thành biết nghĩ hơn, không có sự ngông cuồng như ngày xưa, các quản giáo chỉ bảo dạy dỗ và bảo ban những điều mà em chưa bao giờ nhận ra và thấm thía như lúc này. Khá bảo em thấy người ta xem và thích mình, chứ còn học theo thì không nên. Em có lời nhắn đến tất cả các bạn trẻ rằng hãy tập trung vào học hành, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, mai này phát triển đất nước. Nước mắt lưng tròng nhớ đến mẹ, cũng theo Ngô Bá Khá, hơn 4 năm 7 tháng trong trại giam Hoàng Tiến. Khá gặp mẹ bảy lần, hôm nào cũng được dặn cải tạo tốt để sớm trở về. Lần cuối vào tháng 11 năm 2022, thấy mẹ tiều tụy, cần người sốc hai bên nách, dìu và buồn thăm gặp. Gã linh cảm ngày xa mẹ không còn xa. Vài tháng sau mẹ mất khiến khá ân hận, nghĩ đứa con ngũ nghịch khiến bà đau buồn. Anh ta phân trần vào một ngày cuối năm 2023. Bao nhiêu năm, bạn bè anh em tốt vào nhà chỉ có mong khá lấy vợ đến giờ những hình ảnh nỗi đau đó mang theo em cả đời mai này em có thành công đi chăng nữa em vẫn sẽ đau lòng mẹ em thương em em thương mẹ em cả nhà thương em bao nhiêu ước mơ mong muốn mai này trở về không có ước mơ nào là không có mẹ và nụ cười của mẹ khá vừa khóc như mưa vừa nói mẹ em mất được tám mấy ngày rồi đến bây giờ nỗi đau chưa nguôi được tí nào em không biết rằng mẹ sẽ mất Em cứ nghĩ mẹ sẽ trị xạ được. Mẹ chờ con về mà, mẹ chờ con lấy vợ để bế cháu mà. Trực tiếp quản lý giáo dục phạm nhân này từ giữa năm 2023, Trung tá Dương Văn Phúc đánh giá. Ban đầu cũng khá áp lực khi quản lý nhân vật được cộng đồng mạng quan tâm như thế này. Trong mấy năm khá cải tạo tốt ở đây, không ít lần có thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, như đàn em đến trại đón anh khá về, anh khá viết thư dặn đàn em ở ngoài. Tháng 6 năm 2023, vừa được xét giảm 6 tháng tù gã bị kỷ luật cảnh cáo vì xích mích với các phạm nhân cùng buồng trong khi tranh cãi nội dung bản tin trên TV. Được gọi lên phòng giáo dục khá nhận lỗi ngay, nhưng quản giáo Phúc vẫn thử, sai thế nào sai ở đâu. Phạm nhân 31 tuổi đáp, nội quy buồng giam là phải ăn nói văn hóa chừng mực không gây ồn nào ảnh hưởng sinh hoạt của phạm nhân khác, buồng giam khác. Đánh giá khá chăm chỉ khéo tay, việc gì cũng làm được. Anh Phúc cho biết Phạm nhân này cũng ý thức được việc duy nhất cần phải làm bây giờ không phải là xưng hùng xưng bá, mà là cải tạo thật tốt để sớm được trở về. Cách cổng chính của trại có hai lớp an ninh kiên cố, mỗi chiều quan sát khá lao động cắt tỉa cây trong sân. Anh thường chỉ ra ngoài dặn, làm thế nào để sớm có ngày đường đường chính chính cầm tờ A4 bước ra ngoài đó mà không phải quay đầu lại. Khá đều đáp, vâng thầy yên tâm, cháu xác định rõ rồi. Dù tuổi trẻ khá bồng bột, ngỗ ngược, Chúng ta phúc quan niệm, giáo dục cải tạo cũng cần đi kèm tình thương và thấu hiểu. Ngày mẹ khá mất, anh Phúc là người trực tiếp báo tin động viên, khá khóc một lúc lâu nhưng chiều đó vẫn đi lao động bình thường không suy nghĩ. Phúc nói, khá cũng chỉ tâm tuổi con cháu mình, giờ bố mẹ đều mất cả, càng cần một môi trường và những người chỉ cho cậu ta đi đúng đường. Về phạm nhân khá Thượng tá Vũ Ngọc Quyến, phó giám thị trại giam Hoàng Tiến nhận xét, anh ta có nhiều chuyển biến nhưng tư tưởng chưa được thông suốt hoàn toàn. Có lúc khá vẫn ảo tưởng về những thứ vô hình nên quản giáo phải sát sao giáo dục. Sau lần bị kỷ luật cảnh cáo gần đây, khá tiến bộ, chính chắn hơn. Nếu cải tạo tốt, khá bảnh bao giờ sẽ được ra tù? Có lẽ sẽ có khá nhiều thắc mắc với bản án 10 năm 6 tháng tù và bị truy thu số tiền 4 tỷ 900 triệu đồng. Thì trong quá trình khá chấp hành án ở trại giam, nếu khá cải tạo tốt thì bao giờ khá sẽ được ra tù? Vì hình phạt dành cho khá là hình phạt tù có thời hạn, nên khá có thể ra tù trong những trường hợp Khá phải chấp hành xong hình phạt chính của mình là hình phạt tù với khung hình phạt 10 năm 6 tháng tù trong trại giam và trong thời gian chấp hành án không được phạm thêm tội mới, nếu không thời gian chấp hành án của khá có thể sẽ kéo dài hơn. Thời gian chấp hành án của khá có thể giảm dần, nếu trong quá trình khá chấp hành án khá cải tạo tốt, nếu khá được xem xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù vào một trong các dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc khánh, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hoặc nếu trong năm dương lịch nếu khá đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù mà trong đó lại lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù vậy, để có thể được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Thông tư Liên tịch 02-2013-TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, khá phải chấp hành được ít nhất thời gian hình phạt của mình là 3 năm 6 tháng tù, Tương đương với đó là 42 tháng tù. Trong thời gian khá chấp hành hình phạt tù cho đến khi được ra tù phải được ít nhất 5 năm 6 tháng tù. Có nhiều tiến bộ khi chấp hành án, chấp hành tốt nội quy của trại giam, tích cực học tập lao động cải tạo và có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Và do hình phạt tù của khá dưới 30 năm tù nên mỗi lần khá có thể được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù từ 1 tháng đến 3 năm nếu khá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và được xem xét làm hồ sơ. Vậy nếu trong trường hợp khá cải tạo tốt thì nhanh nhất thì khá đã chấp hành đủ 5 năm 6 tháng tù thì khá có thể được ra tù tính theo thời gian chấp hành án của khá theo quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thì khá bắt đầu chấp hành hình phạt tù từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 thì tính ra kể từ khi khá chấp hành án đến nay là ngày 19 tháng 8 năm 2022 thì khá đã chấp hành được hơn 3 năm tù cụ thể là 1.237 ngày Tính ra nếu trong trường hợp khá cải tạo tốt chấp hành án phạt tù được 5 năm 6 tháng và tổng thời gian được giảm thời gian chấp hành án phạt tù của khá cộng lại giữa các năm phải được 5 năm 6 tháng thì sau khoảng 2008 ngày tức là sau 5 năm 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, nhanh nhất khá có thể ra tù do cải tạo tốt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định vào khoảng tháng 10 năm 2024. Thời gian ra tù của khá có thể muộn hơn nếu trong thời gian khá được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cộng lại giữa các năm ít hơn 5 năm 6 tháng. Với trường hợp của Khá Bảnh, do Khá Bảnh có nhân thân xấu, bản thân Khá có nhiều tiền án tiền sự nên việc đặc xá hay tha tù trước thời hạn có điều kiện cho Khá Bảnh là điều không thể. Bởi đối với đặc xá, để được đặc xá thì Khá cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, đã nộp lại đủ số tiền 4 tỷ 900 triệu đồng theo bản án và đóng đầy đủ án phí. Việc đặc giá cho khá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Có nhiều tiến bộ có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật. Đã chấp hành án phạt tù được ít nhất 3 năm 6 tháng tù và không nằm trong các trường hợp không được đề nghị đặc giá. Đối với trường hợp để được tha tù trước thời hạn, có điều kiện thì khá bảnh cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Thứ nhất là phạm tội lần đầu. Hai là trong quá trình chấp hành án phạt tù có ý thức cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ. Ba là bản thân khá bảnh phải có nơi cư trú rõ ràng, có nơi ở ổn định. Bốn là đã đóng phạt đầy đủ khoản tiền 4 tỷ 900 triệu đồng, bị truy thu theo bản án và đóng đầy đủ án phí. Năm là phải chấp hành được ít nhất 3 năm 6 tháng tù rồi thì khá mới có thể được tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên bản thân khá bảnh như đã nói ở trên, khá bảnh có nhân thân xấu, bản thân khá lại có nhiều tiền án tiền sự và đây cũng không phải là lần đầu tiên khá bảnh phạm tội. Trước đó, Khá Bảnh cũng đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và xử phạt vi phạm hành chính rất nhiều lần và trong rất nhiều lĩnh vực nên áp dụng các quy định tại các điều 66, điều 106 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, điều 1 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP và các điều 11, điều 12, điều 22 của Luật đặc xá năm 2018 thì Khá Bảnh không đáp ứng đủ điều kiện. Vì vậy, khá bảnh, tức mùa bá khá không nằm trong trường hợp được đặc xá, được tha tù trước thời hạn, có điều kiện, do không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành. Thưa bạn, khá bảnh đến năm nào sẽ được thả? Bạn muốn đây làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.